Chào mừng các bạn đã đến với bản tin 24 giờ trên kênh ống kính hậu trường. Vào sáng nay, ngày 24 tháng 2 năm 2021, fan K-pop không khỏi bàng hoàng khi Dispatch đã tung thông tin chấn động G-Dragon Big Bang đang hẹn hò với trainee Blackpink. Được biết, cặp đôi đã hẹn hò được hơn một năm, Dispatch đã săn được một loạt ảnh cặp đôi hẹn hò bí mật tại căn villa cao cấp của G-Dragon ở Hanamdong, Seoul. Căn hộ áp mái của G-Dragon sở hữu hệ thống bãi đậu xe độc lập, nằm riêng trong bãi đậu xe công cộng của khu biệt thự. Có thông tin cho rằng, xe của Jennie đã được đăng ký tại biệt thự của G-Dragon. Thói quen hẹn hò của Jennie khá nhất quán. Sau thời gian làm việc theo lịch trình với Blackpink, cô sẽ đến nhà G-Dragon. Ngay cả khi không làm việc, thói quen của cô ấy vẫn như vậy. Mối quan hệ của họ là một bí mật mở trong YG Entertainment. Tháng 1 năm 2021, Jennie được nhìn thấy đã ra khỏi nhà của G-Dragon vào buổi sáng trước buổi biểu diễn trực tuyến của Blackpink. Fan đã dùng từ iconic kinh điển để nói về khoảnh khắc G-Dragon bất ngờ xuất hiện trên sóng livestream của Jennie. Thời điểm đó, rất nhiều netizen đã đặt dấu chấm hỏi về mối quan hệ của cả hai. Cho đến khi Dispatch tung hẹn hò, netizen càng có thêm cơ sở cho rằng G-Dragon thực sự có tình cảm đặc biệt với đàn em kém 8 tuổi. Tài khoản Trend Dragon World chia sẻ, họ phát hiện được điểm chung đặc biệt của cả hai nghệ sĩ. Theo đó, cả Jennie và GD đã cùng chụp ảnh photoshoot, cùng xem show, trả lời phỏng vấn và có bữa tối bên nhau tại trụ sở Chanel ở Seoul. Đặc biệt, bài đăng của cặp đôi trong ngày Valentine cũng gây nhiều chú ý. Trong khi G-Dragon chia sẻ hình ảnh hộp quà kèm dòng nhắn SVD 2021 mừng ngày lễ tình nhân năm 2021, thì Jennie đăng bức hình selfie siêu xinh kèm lời nhắn ngọt ngào Happy birthday to my loves, gửi lời nhắn mừng ngày lễ tình nhân tới những người tôi yêu. Đáng nói, cả hai trùng hợp đều viết tắt chữ V. Netizen cho rằng người tôi yêu Jennie nhắc đến ở đây chính là bao gồm cả GD. So sánh lại những bài đăng trên mạng xã hội của cả hai người, netizen mới thực sự nhận ra Jennie bị ảnh hưởng phong cách chụp ảnh từ phía GD với những bức hình rung nhè. Cả hai cũng có nhiều điểm chung đến ngỡ ngàng, từ vòng cổ cho tới vòng tay, thậm chí cả áo khoác, cả hai đều có khá chi tiết giống hệt nhau. Ai cũng tò mò nơi diễn ra cuộc hẹn hò bí mật trông như thế nào, không đâu khác chính là biệt thự cao cấp của G-Dragon tại Hanamdong, Seoul. Đây là căn biệt thự nằm ở khu căn hộ cao cấp Nine One Hanam. Trước đó, ông hoàng K-pop nhiều lần chia sẻ loạt ảnh về không gian sống đẳng cấp này trên mạng xã hội. Cơ ngơi của G-Dragon có mức giá bán cao kỷ lục tại Hàn Quốc, rộng 297,5m², có giá trị 9 tỷ won, tương đương 171 tỷ Việt Nam đồng. Căn nhà sở hữu đồ nội thất vô cùng cao cấp, từng góc nhà được chăm chút cẩn thận, trang trí bằng những tác phẩm nghệ thuật đắt giá. Được biết, căn biệt thự nguy nga như tòa lâu đài này được G-Dragon tậu trước khi nhập ngũ. Đây cũng chính là nơi có rất nhiều chính trị gia, nghệ sĩ và những nhân vật nổi tiếng trong giới thời trang sinh sống. Đáng chú ý, Top Big Bang cũng từng tậu biệt thự tại khu này. Không chỉ các fan, khán giả mà rất nhiều sao V-Big cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước thông tin này. Thậm chí, nghe tin xong, cô nàng tóc tiên còn chấn động đến mức muốn xỉu, mở nhạc G-Dragon lên để lấy tinh thần nấu nướng, nhưng rồi cũng phải buông son nồi vì không còn tâm trạng. Diệu Nhi thì bàng hoàng chấp nhận sự thật rằng mình sẽ hoàn toàn chìm rơi vào bóng tối, ở mãi trong bóng tối và sẽ không bao giờ được ra ánh sáng của G-Dragon. Diệu Nhi ức ức chia sẻ kèm những tấm hình khiếm hoi của cả hai. Ủa, rồi còn em thì sao? Em tưởng em mới là người con gái trong bóng tối của anh chứ. Ủa, anh làm vậy là chết em rồi. Em là gì trong cuộc đời anh? Anh cho em hỏi. Tiếng Việt không xong, nàng còn viết hẳn tiếng Hàn để bày tỏ nỗi niềm của người trong bóng tối. Thu Trang nghe tin chỉ biết buồn rầu đăng status. Nghe tin người ta có bồ thì nên mừng cho người ta, miệng cười mà đau ở trong tim. Sau khi đăng tải trạng thái, có lẽ tinh thần bà xã Tiến Luật có vẻ khá hơn nên quyết định quay trở về yêu chồng. Anh có người khác thì em về với chồng em thôi, chúc anh hạnh phúc. Cho đến mới đây, YG Entertainment đã chính thức phản hồi về tin đồn hẹn hò này. Công ty chủ quản của cặp đôi cho hay, chúng tôi không thể xác minh bất cứ điều gì liên quan đến tin đồn hẹn hò của G-Dragon Big Bang và Jennie Blackpink vì đây là chuyện riêng tư của nghệ sĩ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi kênh ống kính hậu trường. Đừng quên nhấn like, share và subscribe trên kênh ống kính hậu trường để cùng cập nhật những tin tức mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!